Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà? Tâm Anh. Tâm Anh ơi, rang bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Ừ, anh Huy nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Ai nào biết, anh nào có hay. Cô, ngay ngay từ đầu mà có mắm rõ ràng nha. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em cũng ăn được hả? Dạ, có ăn được, ngon mà. Ơi. Trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời. Cái mùi sao nó hôi hôi vậy ta? Bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu, hấp dẫn mà. Thôi bây giờ trước đi nha. Mấy chú ơi, mấy chú đang ăn mắm tôm hả? Ủa, có gì không con? Trời ơi, con ghiền món này lắm á. Chú cho con ăn miếng nha. Con nít ăn không được món này đâu con ơi. Con ăn lên. Nhưng mà con không được, chú cho là ăn liền á. Vậy ngồi thôi. Cảm ơn chú. Hết thảy con mười bảy. Chú cho ăn thêm miếng nha. Con nhỏ này dữ vậy bái. Lúc đầu định dùng cách này để trị cái tật ham ăn của Lâm Chi, nhưng không ngờ vô tình lại khiến nó ghiền mắm tôm. Cũng là bó tay luôn. Ơ, bà ơi, bà có sao không bà? Chân bà bị sao hả? Tự nhiên chân bà bị đau, không đi nổi. Dạ, bà ơi. Là... để tụi con đưa bà tới bệnh viện nha. Không sao, bà không sao, không cần đi bệnh viện đâu con. Bà ơi, cam của bà nè, hay là bà theo tụi con ra trạm xe buýt nha, để con đưa bà về. Dạ đúng rồi bà. Không cần đâu, lát bà có người nhà tới đón. Dạ. Bà ơi, bà đỡ đau chưa bà? Bà không sao rồi, hai đứa cứ về trước đi. Dạ thôi. Dạ thôi bà ơi, khi nào tụi con thấy người nhà bà tới, tụi con mới yên tâm. Cảm ơn tụi con nha, hai đứa giỏi quá. À, xe bà tới rồi. Đứng lên. Sao bà chủ ra ngoài nãy giờ không nói cho con biết vậy? Con tìm kiếm nãy giờ luôn đó. Có gì đâu, tôi đi ra ngoài dạ một chút với lại mua ít đồ. Bây giờ hai đứa về đâu? Lên xe bà cho có gian. Dạ. Dạ. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa, đi làm giúp việc cho người ta mà còn dẫn em theo. Chắc là cực lắm hả con? Dạ không có cực lắm đâu bà. Với lại mọi người ở trong nhà cũng tốt với tụi con mà. Vậy hả? Vậy hai đứa có muốn làm cho bà không? Dạ. Tuần sau á, hai đứa con của bà ở bên Canada về chơi. Bà cần tìm người giúp việc, chứ bà từng tuổi này đâu có lo gì được cho tụi nó. Hai con giúp bà thì đỡ quá. Con thấy làm sao? Dạ, chuyện này hơi bất ngờ với chị em tụi con á bà. Bà không biết á, nhà người ta trả cho con bao nhiêu một tháng, nhưng bà sẽ trả 10 triệu một tháng. Hai con thấy làm sao? Dạ. Thấy hai đứa cực khổ, bà cũng thương. Hai đứa có suy nghĩ kỹ đi. À, xíu nữa bà cho số điện thoại, hai đứa nhớ liên lạc với bà nha. Bây giờ làm sao đây? Bà trả cho mình tới 10 triệu lận đó. Số tiền quá trời lớn luôn. Mình có nên đi không chị?
Tiền thì nhiều thiệt đó, nhưng mà mình sống ở đây cũng quen rồi. Với lại ông cũng tốt với chị em mình mà. Để chị nghĩ thêm nha. Giỏi quá ta. Tâm Ý, con biết nấu phở nữa hả? Thơm dạ. Thiệt á. Tại bữa trước ông nói thèm cho nên hôm nay con nấu đó cô. Trời ơi, tôi nói bâng quơ vậy mà cũng nhớ nữa hả? Dạ, cô chú nè chú. Ừ, cảm ơn cậu. Tâm Ý. Dạ. Sao cái tô của chú ít thịt hơn mấy tô này vậy? Vậy hả chú? Để con lấy thêm cho chú nha. Thôi khỏi đi. Phân chia kiểu gì kỳ cục. Con phân biệt đối xử với chú đúng không? Dạ, không có đâu chú. Cái gì mà phân biệt đối xử? Không ăn thì ra ngoài thôi. Thì rõ ràng là vậy mà ba. Ba coi nè. Đó. Giờ ý kiến cái cò nữa phải không? Không ăn rồi đưa đây. Con ăn, con ăn, con ăn, con ăn. Đưa cho tao nhanh lên. Sao mình lại không được hả? Mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày chụp về nhà làm sao mà giống nhau được. Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Không được. Mày dám đẩy tao hả? Em có sao không Tâm Anh? Nếu mà mày chịu đưa cho tao sớm hơn thì không có chuyện này xảy ra rồi. Nè, em có muốn chị cho một trận không hả? Có muốn chị cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Đè. Đồ Lan Chi đúng là đồ bò mà. Biến đi nghe chưa? Mày mà còn rình rập nữa tôi bứt hết tóc của mày á. Cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Mày đưa không? Mày dám? Mày mình ơi, mày mình ơi. Anh à, hay là hai chị em mình tới ở với bà nha. Hai chị em mình tới đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Với lại làm chi nó sẽ không có ăn hiếp em nữa. Mình đi ha. Tùy chị quyết định thôi, còn em sao cũng được. Vậy thì mình đi ha. Chị quyết định kỹ rồi. Dạ alo ạ. À? Bà hả bà? Dạ. Chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh. Con mới nói gì đó? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói á, Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả? Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản cũng không được đâu, để đi đi. Con nói gì vậy? Giữ con Tâm Ý ở lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ rồi làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Ý hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lận đó. 10 triệu đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à? Nó cái đó là tại con lại. Ghét cho nên con muốn nó đi. Không, 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 không. Truyền cho chị Tâm Ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chào Lâm Chi. Mày hay lắm. Mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thấy. Rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mày
xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mẹ ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Ờ, Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lâm Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Ừ? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh á hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời ơi trời. Ê Ngọc Khai, Ngã Bệnh có nuôi chó không? Ừ, bạn hỏi như chi vậy? Bà không đánh mày chuyện chó nó cũng tát mẹ. Cũng chạy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mẹ ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á, nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Nó đã muốn đi rồi em giữ nó làm chi, thì cho nó đi liền đi. Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi chó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả? Hôm qua mới cho ăn gà ác đó. Hèn chứ cái mặt càng ngày càng ác à. Vì chuyện của chị Tâm Ý mà cả nhà ồn ào hết lên. Bên cánh hủ nội bộ lủng củng. Chú thì muốn đuổi đi liền, còn cô thì muốn giữ lại đến thứ hai tuần sau. Muốn đuổi đi liền, muốn giữ lại tới thứ hai tuần sau. Thôi đủ rồi, không có đuổi gì hết á. Làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Thôi mà em, nó muốn đi để cho nó đi. Em đã nói không đuổi là không đuổi, đợi tới thứ hai tuần sau. Có cần phải ồn mà hậu vậy không? Đi đâu tìm được một đứa như con Tâm Ý. Chỉ cần thêm cho nó chút đỉnh là giữ nó được thôi. Ông ngoại, sao mình phải thêm tiền vậy ông ngoại? Mình chỉ cần mình giữ chỉ lại thôi thì chỉ sẽ ở lại mà. Con nói gì vậy? Không cần đâu ông, chỉ là người giúp việc thôi mà, mình đâu còn phải trả thêm tiền. Ây da. Ôi trời, y như thằng cha mày, nói tầm bậy thì giỏi lắm. Mình chỉ cần mình giữ lại thôi, không cần tăng thêm tiền gì hết. Vô cái miệng bây giờ nha, bậy bạ không à. Cánh tạ cũng bị lủng củng luôn. Chi thì muốn giữ lại vô điều kiện, còn ông thì muốn trả thêm ít tiền để chị Tâm Ý ở lại. Không trả thêm tiền, phải trả thêm tiền. Hả? Chị muốn đi hả? Ừ, mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chắc là vậy đó. Chị ơi, chị. Hả? Chị đâu vậy? Ủa, cậu tìm tôi hả? Nghe nói là chị nghỉ việc hả? Ủa, ai nói với cậu vậy? Mà phải vậy không? Chị trả lời em đi. À, thì có thể là vậy. Sao vậy chị? Thôi, chị đừng nghỉ. Sao vậy? Thôi, chị đừng nghỉ. Chị hứa với em là năm sau phải đi học với em mà. Nhớ không? Hay là vì tiền? Nếu mà vì tiền chị cứ nói em, nói mẹ cho. Không phải đâu mà. Chứ sao, nếu mà không vậy thôi chị đừng nghĩ. Tâm Ý ơi, con về rồi hả? Vô đây.
đây cô nhờ một chút. Dạ. Cái gì vậy? Ủa thằng này đó, thấy bà nó té nó không thèm đỡ luôn trời.